Chào mọi người đến với kênh của Mọc Không Béo nha. Hôm nay Mọc ăn bún cá thu nè mọi người. Ở nhà nấu mọi người, cá thu nè mọi người, thấy bự không? Hai khối này là 1 kg nha mọi người. Rồi có Mọc có mua thêm chả cá nữa nè. Hôm nay Mọc uống trà vải lai nè mọi người. Uống cho mát nha mọi người. Mọi người ngủ với Mọc nha. Thơm quá. Thơm lại cực kỳ đâu mọi người ơi. Rồi bây giờ Mọc trộn đều lên nha. Wow. Có thơm rồi có cà chua rồi đủ thứ mọi người ơi, thì là kinh giới rồi đó mọi người. Mọi người ăn với mập nha. Ngon mọi người. Nhà mình nấu hợp vị mình đó mọi người. Đa số nhà nấu gì cũng ngon mọi người ha. Cá mọi người. Cá thu. Ngon quá. Cá rất là tươi luôn. Xuất sắc mọi người. Thì là thân phúc luôn mọi người. Ngon quá. Ở cái miếng cá xuất sắc mọi người. Hợp dẻ đó nha. Quá tuyệt vời. Cá tươi ngon quá. Cho cá mình. Chả cá thu luôn mọi người. Xúc chắc. Đã quá. Xúc sắc cá luôn mọi người. Rất chắc đó mọi người. Ngon quá. Trứng cá mọi người. Mọi người thấy không? Thứ này cũng có luôn. Rất đã.
Bùi ngon quá. Phần bụng cá là mọi người. Nhưng cái có nhiêu xương thôi mọi người. Mà thích ăn cá ngừ, cá thu. Còn người mập khoan cá bớp đó mọi người. Thấy cá ngừ cá thu á nó không có hơi mập nha, ý kiến mập nha, nó không có tanh như cá bớp mọi người, cá bớp nó hơi tanh. Cá này á ăn nửa khứa vậy thôi là no mọi người. Quá. Xíu. Mà uống miếng nước nha mọi người. Trời ơi đổ mồ hôi quá trời luôn. Phê ngon mọi người. Mập ăn cái món nước này nè, mập ăn cái ít khi nào mới hút nước đó mọi người. Hồi nhỏ mà hay hút nước lắm, nhưng mà Mập có đi tập á, xong Mập tìm hiểu á thì trong cái nước á rất là nhiều calo mọi người, gia vị nhiều nữa, cho nên giờ này Mập hạn chế mọi người.
Mặc dù rất là ngon. Ngon quá. Cá rất tươi mọi người. Cá ngon cực kỳ luôn. Người mà đem về thấy 2 khứa cá một hết hồn. Nó bự. 2 khứa 1 ký là cỡ nào mọi người ha. Xuất sắc. Thứ cá này 4 người ăn được luôn mọi người. Nó cứng bụng luôn mọi người. Một tháo kính là xấu mọi người. Phải lại nha mọi người ơi. Phải lại quán mập nè. Thơm miệng mọi người. Ngon quá. Nếu một trái vải nha mọi người. Vải rất là to luôn nè. Mọi người thấy không? Bự. Cái khứa này á là của gấu mập. Gấu mập ấy, thường thường hay đưa cho mập mượn đồ ăn ấy, để quay xong, rồi quay xong rồi gấu mập sẽ ăn. Phần chả này cũng là của gấu mập luôn. Gấu mập thì ăn bún ít đó mọi người, mà ăn cá đồ, ăn cá ăn thịt đồ thì nhiều, chứ ít ăn bún, ít ăn tinh bột à. Trong mấy cái món này mọi người có ăn tinh bột ở trong trong gì ta, bánh 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 bèo, bánh nậm, bột lọc đồ thì ăn. Mập no quá. Đúng, mọi người biết hôm nay ăn mấy giờ, ăn hôm nay là đúng 12 giờ trưa luôn mọi người. Đúng giờ buổi trưa luôn á. Tại hôm nay hơi vắng khách đó mọi người. Chứ chưa có mập xong rồi nè. Cảm ơn mọi người đã xem hết video clip của mập nha. Mọi người thấy thương á thì cho mập xin một like, một share, một subscribe nha mọi người. Nhấn cái chuông thông báo á để có thể thông báo khi nào mập up clip mới lên nha mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ clip của mập nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye mọi người. Với mọi người nhiều nè.